Men H81D2 nhận men khách báo là chạy reset nha mọi người. Thì giờ mình kiểm tra thử, reset thì chắc chắn là men nó vẫn còn chạy lên, vẫn lên hình được rồi. Giờ mình kiểm tra thử thì thường thì cái bệnh reset thì phải mất khá là nhiều thời gian để test xem nó chạy không bao lâu thì reset. Thì mình cũng có hỏi khách là chạy bao lâu thì reset, thì khách nói cũng vô chừng, một tiếng có, nửa buổi có khi cả ngày. Thì anh em thợ mình là mấy cái bệnh reset này thì cũng thấy khá là chua, mất nhiều thời gian để kiểm tra. Nhiều khi reset thì nó lại lên hình lại thì đo thì cũng chả thấy cái gì bất thường cả, nên cũng khó cho việc kiểm tra. Thì trước mắt thì giờ mình kích thử lên hình đi rồi mình đo thử ra sao ha. Reset thì nó có nhiều nguyên nhân, nguồn không ổn định, lỗi linh kiện, con IC nào đó khi nó nóng lên quá nhiệt thì bắt đầu nó lại reset. Thường thì mấy bệnh này mà đo không thấy áp nào bất thường thì thường thường thì mình hay làm loại trừ, thay thử loại trừ tất cả các IC, cái nào dễ làm trước, cái nào khó làm sau, cái cuối cùng thì chắc chắn là con IO rồi. Bây giờ men thì vẫn lên hình đó rồi. Thì mình đo thử cái nguồn cơ bản thử. Thì nguồn CPU thì chắc chắn có rồi, tăng giảm thì khả năng nó là rất là thấp. Nguồn 1.5 vẫn đủ, nguồn 1.05 cũng đủ luôn. Win đi. Rồi, chạm bên 12 thì nó tắt, nó kết lại. Bên 12 2V, bên 5 cũng 2V. Đấy, thì nó khó là khó cái chỗ này là nguồn thì vẫn đủ nhưng mà reset. H81 thì nói về trường bảo vệ thì nó rất là ít, đa phần thì như IO quản lý hết rồi nên trường bảo vệ nó cũng không có luôn. Mình cũng hay vào test cái trong BIOS như thế này, vào cái phần PC hot startup thì mình kiểm tra cái mức nguồn ra sao. Thì mình thấy nguồn 1 CPU, nguồn RAM ổn định, nguồn 3.3 ổn định, 12V thì ổn định. Riêng chỉ có cái nguồn 5V thì nó dao động. Đây cũng là cái cách mình hay mua men cũ của khách mình test. Nếu trường hợp mà nó dao động này như thế này thì sẽ có vấn đề. Mình kiểm tra cái nguồn, mình thử xem cái nguồn 5V của cái nguồn của mình ra nó có ra dao động không nha. Đây, 5V thì của mình đo được là 5V 13, không có lên xuống gì hết. Nhưng mà trong BIOS thì nó lại lên xuống như thế này. Giờ là 5V 4 rồi.
49. Tần số dao động thì cũng hơi cao. Thì có cái khả năng là do như thế này mà nó sẽ reset nè. Có nghĩa là nó vẫn chưa tới cái mức để sập. Thường á, những cái VIN này mà lên cao hoặc là xuống thấp thì nó sẽ sập hẳn luôn. Nhưng mà hiện tại là khả năng linh kiện vẫn đang chạy nóng lên, nó mới dao động nhiều. Nên chỉ nó ở tới mức là reset lại thôi. Nó khi reset thì nó về lại mức ổn định nên vẫn chạy được. Còn nếu trường hợp mà linh kiện mà nó lỗi hẳn luôn thì có nghĩa là ví dụ như 5V thì lên 6V luôn, là dù có reset nó cũng vẫn là 6V thì nó sẽ sập luôn chứ không bao giờ nó reset nữa. Còn hiện tượng này là nó vẫn đang dao động ở mức thấp, chưa có lên hẳn một cái từ một bước từ 5V lên 6V nó sẽ không sập. Nên cái hiện tượng này nó sẽ khách báo là reset là khả năng là như thế này. Thì nói chung cái này thì nó cũng rõ ràng quá rồi, còn nếu muốn chắc chắn hơn thì tất nhiên cái main này mình phải test, có thời gian treo test tầm nửa tiếng, khả năng cái main này chắc nửa tiếng là nó sẽ như lòi ra bệnh thôi. Thì mình quay cái video này mình chia sẻ cách kiểm tra một cái main reset. Thường là mình vô BIOS trước kiểm tra đo nguồn, rồi chắc đo nguồn lên main trước, khi mà thấy không có gì bất thường thì mình vào trong cái BIOS mình kiểm tra. Đấy, bây giờ nó lên 5V 9 rồi, 5V 7, 8, 9 rồi đấy. Khả năng lên khoảng tầm 6V, 6V rưỡi thì nó sẽ reset. Thì cái này cứ ngồi ráng chờ đợi thôi. Đó, khi mình kiểm tra cái nguồn trên main rồi mình kiểm tra BIOS, nếu trường hợp không có gì bất thường thì mình thường để thay thế những linh kiện thử. Đầu tiên là BIOS trước, sau đó thì những con IC như là LM354, LM358 này, IC VCore, IC nguồn RAM, có con phép bảo vệ nào thì xả thử. Rồi khi mà làm hết rồi vẫn không được nữa thì IO thôi. Mà thường test thì khoảng một buổi mà không không có vấn đề gì thì thôi trả khách. Chứ những dòng main này thì cũng không cần bỏ quá nhiều thời gian để mà làm cái một cái bệnh như thế này. Lên tới 6V rồi, 5.9, 6V, 6V rồi mọi người. Đấy, 6V rồi đó. Thì đây cũng là một cái trường hợp của bệnh reset. Anh em thợ làm thì rất là ngại cái vấn đề reset này, chả biết test được bao lâu để lòi ra bệnh để mà làm cả. Giao về cho khách thế là khách chạy vài tiếng thế là báo reset ngay. Mình thì nhiều việc, nhiều men sửa nên mấy cái này thì thấy được bệnh thì làm liền, còn không thì cho nó về sau sửa sau cùng. Đó, thì chia sẻ anh em như vậy. Thì reset 5V thì mình tiến hành thay cặp trở thôi. Đó. Thay cặp trở VIN 5V là coi như xong ban. Rồi vậy nha mọi người, kết thúc cái video ở đây.